Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, liên tiếp chúng tôi nhận được nhiều đơn thư của khán giả tại địa chỉ khu đô thị Đặng Xá thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, phản ánh về việc hàng loạt xe ô tô của họ đã bị kẻ gian đập vỡ kính, dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng. Điều này dẫn tới sự bất an, lo lắng của cư dân khi mà tình hình an ninh trật tự tại đây đang đặt ra một dấu hỏi lớn cho chủ đầu tư hay các cơ quan chức năng. Cách đây vài ngày, anh Quỳnh, một cư dân tại khu đô thị Đặng Xá đã phát hiện ô tô cá nhân của mình bị kẻ gian đập kính vỡ vụn tại vị trí phía trước tại ghế phụ. Điều này anh đang cảm thấy hoang mang, lo lắng, bởi đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này tại chính nơi mình sinh sống. Xe của tôi là bị vỡ đầu tiên, sau đó là có một số các cái xe khác cũng có bị tình trạng tương tự. Thì khi mà nhận được cái hình ảnh của một số các anh em đi thể dục buổi sáng sớm gửi về cái xe vỡ gương là xe của tôi, thì là tôi cũng xuống kiểm tra lại, thì trong xe thì không có mất mát gì, bởi vì tôi cũng không có để các cái đồ đạc tài sản gì trong xe cả. Thì tôi nghĩ đơn giản là có thể đây là một trong những cái việc vô tình hay cố ý gì đó. Tuy nhiên thì mình nhìn nhận lại thì mình cũng không có gây thù chuốc oán với ai từ trước giờ. Mình cũng không có động cơ gì và mình cũng không biết là có ai có động cơ gì với mình không. Nên là tôi cũng không truy cứu, bởi vì việc này tôi nghĩ nó đơn giản, nhỏ thôi. Không chỉ trường hợp anh Quỳnh, hàng loạt ô tô của khu dân cư đô thị Đặng Xá cũng đã bị đập phá hoại trong sự bất lực của các cư dân tại đây. Nhiều chủ xe cho rằng chỉ có bản thân rơi vào chuyện hy hữu, nhưng khi vụ việc được đưa lên group chung của tòa nhà thì nhiều cư dân tại đây đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ bức xúc. Cư dân ở cái khu đô thị này thì trước đấy thì mình cũng nghe được thông tin ở trên diễn đàn là có rất nhiều là trường hợp là xe bị vỡ kính vào buổi sáng đấy, dậy thì mình cũng rất là lo sợ, nên mình cũng không biết được là khi là đến sáng mai mình dậy lại thấy là cái xe của mình lại cái kính nó lại vỡ ra như thế, thì mình rất là hoang mang và lo sợ, nên cũng không biết được là như thế nào. Hiện tại thì mình cũng chưa có nhận được cái thông báo hay là cái khuyến cáo gì từ ban quản lý đâu. Đại diện đơn vị xí nghiệp quản lý và vận hành khu đô thị Đặng Xá thuộc tổng công ty Viglacera cho biết, dù biết hiện tượng này là có, nhưng hiện tại vẫn chưa tiếp nhận được bất kỳ thông tin phản ánh nào của cư dân về tình trạng phá hoại xe ô tô, đồng thời từ chối chưa cung cấp được những thông tin liên quan đến vấn đề này. Đường quay đâu? Trả lời đâu ạ? Thì không thì anh sang đây có thể dẫn anh đi mua xe thị trường, dẫn anh đi. Trường quay anh yên tâm. Không thế, muốn quay anh sẽ không trả lời nữa. Anh sẽ chỉ em muốn đi dẫn thị trường thì dẫn thị trường. Vâng, hiện trường thì em sẽ sang một số người dân rồi. Không được ủy quyền để trả lời. Vâng. Công an huyện Gia Lâm cho biết cũng chưa nhận được bất kỳ phản ánh, tố giác của người dân khu đô thị Đặng Xá gửi đến, nhưng đã nắm bắt được thông tin này. Đơn vị này cũng cho biết không ngoại trừ những sự việc ô tô bị phá hoại của một số cư dân xảy ra khi không sử dụng dịch vụ trông xe xung quanh khu đô thị này. Còn người dân thì đang bức xúc, lo lắng khi những hành vi vô pháp vô thiên vẫn đang diễn ra tại chính nơi họ sinh sống. Hiện nay trên cả nước có khá nhiều trạm thu phí BOT hết hạn nhiều năm nhưng chưa được tháo dỡ. Thực trạng này đã gây nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm. Thực tế cho thấy sau khi dừng việc thu phí, việc đảm bảo an toàn giao thông tại các trạm BOT không được quan tâm, khiến cho các trạm thu phí này trở thành điểm đen về tai nạn giao thông. Trạm thu phí Tảo Xuyên nằm trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau hơn 4 năm dừng hoạt động, công trình này bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng, gây nguy cơ về tai nạn giao thông. Ở đây là có một cái xe khách tông vào đây nè. Thật sự nhiều lúc đi về đêm hôm khuya rồi đèn đóm không có, rồi xe đi ngược chiều á, nó chiếu vào nhiều khi là không nhìn thấy được, là rất chi là dễ là lao vào đấy. Còn tại trạm thu phí BOT Cầu Giác nằm trên tuyến quốc lộ 1A thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, dù đã hết hạn thu phí từ tháng 2 năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa được tháo dỡ. Mới đây, khi lưu thông qua trạm thu phí này, do trời tối, một phương tiện đã đâm vào trạm gây thiệt hại nghiêm trọng. Đi mà hai xe mà tránh nhau cái thứ thì nó sẽ mất an toàn. Đêm hôm mà khuất tầm nhìn, có thể nhiều anh em mà có người ta đi khi chạy đêm hôm không thiếu chút tỉnh táo thì hơi mất lái một chút là sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng.
tỉnh Bình Định nhiều lần kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có phương án tháo dỡ trạm thu phí cầu Rạc đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua đây. Tuy nhiên, sau một thời gian thì Bộ Giao thông vẫn chưa có phương pháp để giải quyết và điều này đang tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông là rất cao. Trong khi chờ đợi xử lý trạm thu phí, chính quyền địa phương đã đề nghị chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng lắp đặt giải phân cách cứng, lắp biển hạn chế tốc độ hai phía của trạm, sửa lại mặt đường đã bị sụt lún, đảm bảo hệ thống chiếu sáng tại trạm vào ban đêm để đảm bảo an toàn giao thông. Không chỉ riêng Thanh Hóa, Hà Tĩnh mà hiện nay trên địa bàn cả nước có khá nhiều trạm thu phí bỏ hoang gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Qua tìm hiểu của phóng viên VTC, việc tháo dỡ các trạm thu phí BOT này đang tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc bất cập, đặc biệt là thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong việc xử lý và trả lại mặt bằng cho người tham gia giao thông. Trạm thu phí BOT Cầu Giác do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hạ tầng sông Đà làm chủ đầu tư đã dừng thu phí được 2 năm. Theo quy định, khi muốn tháo dỡ trạm thu phí này, phải chuyển toàn bộ tài sản tại trạm thu phí của chủ đầu tư sang nhà nước. Khi hoàn tất các thủ tục, Bộ Giao thông Vận tải mới có cơ sở để giao cho các đơn vị liên quan tổ chức đấu thầu để tháo dỡ. Thì theo quy định thì nó phải được Bộ Tài chính chấp thuận về quyền sở hữu toàn dân, hay là gọi hiểu đơn giản là đó là quyền sở hữu nhà nước. Thì cái này thì về cái trình tự thủ tục thì ở ngành giao thông vận tải trình sang bên Bộ Tài chính, và cái việc đó thì Bộ Tài chính họ phải xem xét, cũng mất thời gian để xem xét và chấp thuận cái việc này. Trong các hợp đồng BOT trước đây, khi xây dựng hợp đồng không có chủ trương dừng thu phí. Tuy nhiên, khi chuyển sang thực hiện luật đường bộ, đặc biệt là các nghị định liên quan đến việc giảm phí, trồng phí, khi tạm dừng trạm thu phí và chuyển giao cho nhà nước, thì nhà nước sẽ có trách nhiệm tháo dỡ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kính đề nghị Bộ Ngành chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục tháo dỡ trạm thu phí Cầu Rạc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông, phòng tránh các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên, có một số trạm dừng thu phí nhưng chưa kết thúc hợp đồng như trạm thu phí Tào Xuyên ở Thanh Hóa, vì chủ trương ban đầu sử dụng trạm này để thu cho tuyến đường tránh phía Tây. Nhưng khi Quốc hội có nghị quyết 437 không cho phép thu phí trên đường cũ để đầu tư cho đường mới nên trạm này phải dừng lại. Bên cạnh đó, hiện chủ đầu tư dự án tuyến đường tránh phía Tây vẫn chưa thống nhất vị trí đặt trạm thu phí mới nên Tổng cục Đường bộ chưa chỉ đạo việc tháo dỡ. Cục Quản lý Đường bộ 2 cũng đang thực hiện để đảm bảo cho các phương tiện qua lại tại vị trí này được an toàn. Tuy nhiên là trong trường hợp trạm thu phí không còn hoạt động nữa, đề nghị tiến hành tháo dỡ và đảm bảo thông suốt. Do vẫn còn nhiều vướng mắc bất cập trong việc tháo dỡ các trạm thu phí, dự án BOT đã dừng hoạt động. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư BOT, các Cục Quản lý Đường bộ tăng cường bảo trì hệ thống cảnh báo, phân luồng, phân làn, đồng thời tăng cường các công tác đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí đã dừng hoạt động nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.